Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Rất nhiều bạn xem video chơi Zoonomaly của bọn mình đã thách đố BQ Thành làm sao có mà hack game được nha các bạn. Đố biết là hack game như nào? Đừng bước hát xì hơi quá, để hát xì hơi nói. Anh chưa hát xì hơi được nhưng thôi ok. Các bạn ơi, anh sẽ hack Zoomani cho các bạn xem. Các bạn thách anh sẽ hack được luôn, các bạn yên tâm. Và trước khi vào video các bạn phải bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhá. Đúng rồi, đi thôi. Còn bây giờ anh sẽ hack xem và giải mã những cái bí mật bí ẩn chưa từng được tiết lộ ở trong game này luôn. Bị điên à? Mấy bên này chém gió, không bao giờ chém gió, nhìn nhá. Chào mừng các bạn đến với sở thú khiến mọi người bị lú. Ở đây gặp những con thú mà rất là đáng sợ luôn. Loát game lần trước tụi mình đã phá đảo cái game này rồi các bạn ạ. Đúng rồi, thật ra là đến cuối cùng mình cũng tưởng con boss nó phải cực to, nhưng mà thật ra nó cũng to bình thường. Ở đây bây giờ là mình có thể đi ra được các bạn ạ, nhưng không đi ra được không, bây giờ đi xuống đấy. Nhưng hiện tại tối quá, bây giờ mình chỉ cho nó sáng lên đấy. Sáng chưa? Sáng kiểu gì thế này? Sáng kiểu bình thường. Nghe ông ơi, sáng như ban ngày. Thế anh vừa có phá cửa ra? Anh phá cửa được mà. Anh là hack game mà. Thế thì anh vẫn còn con quái vật ở dưới. Thực ra là nó bắt mình chơi lại chứ mình đã kiếm đủ chìa khóa rồi các bạn, 20/20 này. Sao đây bắt mình chơi lại à? Nhưng bây giờ con này không bao giờ đuổi ra anh này, cho nó lao đến đây này. Đây. Xóa nó luôn đi. Không phải xóa. Đỉnh quá nhỉ. Bây giờ, con này là con gì? Con này chắc là con mèo đấy các bạn ạ. Mèo à? Mèo. Trông nó giống con cáo hơn. Đấy. Cực kinh luôn các bạn ạ. Úi giời, úi con này giời. Như đang muốn ba lê ấy nhỉ? Này, ngu người chưa? Bây giờ là mình có thể bắn nó phát để xem chuyện gì xảy ra nha các bạn. Năng lượng tỏa ra. Nó bị hoảng sợ kìa. Nó kiểu... Nó bảo quê như con tê tê. Ra thế. Luồng năng lượng của BQ Thành tỏa ra xung quanh BQ Thành luôn. Bảo sao lần trước có những khi mình bắn vào một vị trí nào đấy thì nó vẫn ảnh hưởng đến vị trí khác. Ủa, nó đang ngã ngửa. Con này không có đuôi các bạn ạ. Chân này. Chân nó vẫn là chân mèo các bạn ạ. Trông cực ngu luôn các bạn ạ. Bây giờ anh có thể bay được lên trên này luôn. Nhìn trên nó, nhìn xuống đấy. Gần nó là nó bắt đấy. Ơi. Kèo kinh không? Ở bên trong nó không có gì các bạn, anh đi xem vào. Đây là hai con mắt, đây cái mồm này. Nó vậy là nó có bốn hàm răng, hai trên hai dưới. Nhìn này, kinh đè lên nhau. Ok, đấy. Nó như kiểu là nhiệm vụ đây canh giữ cái cục năng lượng ở kia. Đây đứng xem nó có cắn không. Nó còn chưa cắn được cơ các bạn ạ. Nó còn quá là chậm nên là nó mới không cắn được. Đấy. Nó hoàn hồn này đấy. Đấy, cho nó hoàn hồn này. Đấy, nó lắc cái đầu như con mèo mình rũ lông ấy nhỉ. Cắn luôn các bạn ạ, anh cho nó cắn thì không lại mình ra để bảo mình ác các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ spa ở bên ngoài các bạn ơi. Game rất ảo. Từ từ bây giờ mình sẽ bay đi khám phá xung quanh ở đây nha các bạn. Đúng rồi, bay cho nhanh. Bay cho nhanh. Ở đây là cái gì nhỉ, để chui vào trong xem nào. Cái này là cái chuồng gấu. Cái chuồng gấu, trong này có cái con này này các bạn này. Mình không biết, còn từ từ mình xóa xung quanh đi nhá. Con kia đang đi bên trên. Đấy, ta thả tự do cho mày này. Ê, con này nó ăn mình kiểu gì? Đến gần xem nó ăn được kiểu gì. Nó có ăn đâu. Nó không ăn, thế mà hôm trước bà nhảy xuống đi thì không nhảy. Con trên này nó ăn mình này. Đấy, con này nó có cái nút gì ấy? Mở cổng ấy mà. Nếu mà mình nhảy xuống từ trên đây thì mình có thể chui qua đây không ạ? Đúng rồi, mình sẽ không bị tắc tịt đâu. Để xem trong này có gì. Trong này rộng tách, có hai con mắt nhìn thẳng mình luôn. Nó đang là như kiểu slam ấy nhỉ. Đây, mình sẽ bay lên trên này xem nào. Ở đây vừa thấy có con hello. Đây chính là con mèo đó các bạn ạ. Được quá nhỉ. Được. Nhưng mà đấy, con này chỉ là mô hình thôi sao ấy. Mình bay trước mặt nó lấy cái mảnh chìa khóa, nó đâu có làm gì đâu. Đây, anh đứng ở đây luôn này. Đấy. Trông kinh phết các bạn ơi. Mèo gì mà lại ba ngón này này. Đấy. Kia là mèo con. Kinh chưa các bạn, nó vẫn mèo nhìn con, nó đứng ngay dưới người mình ấy. Đây là tay của mình đúng không này. Đúng rồi. Đây cái tay của mình đang cầm gọi là khẩu súng. bên cầm bóng đèn, chuẩn bị thay bóng đèn đấy các bạn ạ. Đây. Đấy, đây một con mèo siêu to khổng lồ các bạn ạ. Ngoài đời mình chưa bao giờ gặp một con mèo trông như con hươu cao cổ này. Để mình xem trong nó có gì không. Trong cũng không có gì, giống tuếch các bạn này. Đấy. Con này rất là nguy hiểm nha các bạn. Tuyệt nhiên là chúng ta mà. Ôi giời ơi. Đấy. Đồ ăn hại. Bên này là con khỉ. Con khỉ này chân bị teo. Nó đi di chuyển bằng hai tay ấy các bạn ạ. Đây này. Các bạn nhìn cái chân của nó này.
Trông kinh thật, con này trông ghê nhất luôn ấy. Mặt con này con này trông quá dị đi. Trông mặt cực xấu như mặt ốc luôn mà các bạn ạ. Trông mồm vâu như mồm Bê Quy Thành. Mồm thì rất nhiều răng, xong tai thì to, xong chân thì nó đi bằng tay rồi các bạn ạ. Chân nó không chạm đất luôn ấy. Còn con này nó ăn thịt thì nó như này này các bạn. Thôi. Không làm như là chưa bị nó ăn thịt ấy. Phần chơi trước bị ăn suốt rồi. Bây giờ thử thả nó ra ngoài nào. Ôi ôi. Nó không thả đâu. Bây giờ xóa hàng rào đi. Ôi trời ơi. Nó ra được thật các bạn ạ. Lại bảo không ra được đi. Đấy là con khỉ. Ơ kìa, chết rồi. Ê, bay qua bên này. Hỏng hết bánh kẹo rồi, có xóa được nó không? Anh quá có xóa được nó mà. Nhưng mà anh bay đi chỗ khác đi. Còn rất nhiều chỗ ở đây. Đây là con gì? Con gấu. Gấu thì phải các bạn. Chuồng gấu này là con cái này. Chỗ mà con slam nó ở dưới đấy. Con gấu này rất hiền các bạn ạ. Không có gì cả, con này nó chả có cái gì. Con này như cục đá ấy, chứ có cái gì đâu. Không phải cục đá mà trông như đống thịt ạ. Nhìn này mặt này. What the hell? Ok đấy, mình dẫn các bạn đi xem vòng sở thú. Ồ, con khỉ nó riêng ngoài đây trông nó buồn cười quá các bạn ạ. Cái nhà kia là nhà gì nhỉ, ốc nhỉ? Nhà mà có cái con cao cao ấy đúng không? Cái con cao cao mà bắt mình mà nhốt trong lồng ấy. À, trong cái rồi bây giờ chui vào xem nó đang làm gì. Ồ, đâu, nó đâu? À đây. Hôm trước là nó trốn ở đây các bạn ạ. Và nó chờ đến khi nào mình lấy được chiếc mảnh chìa khóa thì nó mới xuất hiện. Ôi dồi ôi, nó không có mắt đâu nên là nó nghe bằng âm thanh hay sao ấy. Này, tao thả tự do cho mày nha. Nó không đi đâu. Đây, ô con này không có mắt thật à? Đúng rồi, nó như con green ý. Không có mắt thì bây giờ anh thử đứng ở đây xem nó có bắt này. Thử anh chui trong này nè. Đấy, anh bị nhốt trong lồng kính rồi các bạn. Anh trở thành con thú ở đây, anh bắt đầu. Nó đến rồi nhưng mà nó không làm gì mình. Đây. Hôm trước anh cũng bị lỗi game, anh bị mắc ở trong này đó. Bắn nó. Ui, nó ngoặt. Ôi anh ơi. Đứng tưởng không ăn, nó ăn các bạn ạ. Ừ, nó ăn. Nếu cả đấy mình không bắn nó thì không sao đâu. Ai mượn bắn làm chi. Ồ, nó đi ra rồi các bạn. Nó chỉ loanh quanh trong cái khu vực này thôi chứ nó không có đi ra ngoài. Xem nó đi nhanh không các bạn. Ồ, nó đi chậm lắm các bạn ạ. Con này đi chậm lắm. Con này giống hệt green luôn mà. Con green trong Rainbow Friend đấy. Nhưng mà có vẻ nó nhìn thấy mình hay sao á. Đây. Mình tạo tiếng động á. Nó đây có nha. Mắt đâu mà nó đây nhìn. Đây nha, bây giờ anh đứng ở bên này nha. Đó, nó nhìn thấy đấy. Lúc anh tiếp đất anh tạo được tiếng bịch. Tại vì anh quá béo mà. Đấy, đi rồi. Ôi, đi ra ngoài à? Đấy, thả nó rồi mà. Anh thả hết mấy con thú trong này ra. Hả? Chim à? Chim các bạn ạ. Chim này. Ôi rồi, anh xóa tất hàng rào rồi, Baby Thành ơi, đúng không? Hàng rào chim anh cũng xóa rồi này. Chắc là liên quan tới nhau này. Những cái đấy nó liên quan. Con chim này buồn cười rồi đấy các bạn ạ. Nhìn giống như đà điểu ấy. Nó không bắt mình đâu. Chim này trụi mông à. Đem về nấu hầm lên. Chim chân người các bạn ạ, chim cực kinh luôn. Đúng rồi. Chim chân người. Tức là cái thân dưới của nó là người. Ở trên thì là chim. Ôi rồi, mình thả mấy con này ra luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi khám phá, cũng có nhiều chỗ lắm. Ví dụ như kiểu chỗ con cá này, cũng cái bể bơi siêu to khổng lồ á. Sao anh đi quay vòng tròn nhìn chóng mặt thế nhở? Anh không dở mát ra rồi bay được à? Khu máy vòm, từ từ anh đến khu máy vòm xem nào. Em thích anh bay vào chỗ thủy cung ấy. Đấy con cá đúng không? Đúng rồi. Thế đợi tí. Ôi em ơi. Cay chưa? Mình rất là ghê cái con này luôn nha. Con này là có kiểu nhân viên của cái sở thú này các bạn. Xa xa kia có một em đang khóc đấy. Nhìn mặt con này cũng kinh rồi các bạn này. Con kia xa xa nó còn ngó. Ê, tao thấy mày bay. Con bên phải khóc. Con này đang khóc kìa. Bây giờ mình bay ra chỗ con mình này. Bay ra chỗ cái lồng đi. Ê, giời ơi. Ui ôi, con này là giống như kiểu người bình thường, mặc áo này. Nhưng cái mặt của nó thì hơi kinh các bạn. Bây giờ mình sẽ chui vào trong đầu nó xem có gì. Mặc con áo nhưng mà không mặc quần. Ui dồi. Trông cực hề. Ok, ta bay đi đây, tạm biệt. Đây, con này. Con này thì là nhạy cảm về ánh sáng. Nên là lúc nào nó cũng bịt mắt vào để nó không nhìn thấy ánh sáng đó các bạn ơi. Từ đây là mình đang làm ánh sáng không biết, và bây giờ mình thử kéo này xem nó. Ôi, kéo chúng cái xanh luôn mới ghê chứ. Đấy, bây giờ tăng tốc độ nó lên nhá. Đấy. Không, anh cố tình kéo cái này. Con này đuổi cũng kinh nhỉ các bạn này. Bình bích ra đây chứ. Xem mình có chạy vào đây nó có chui vào đâu. Ui, nó vẫn bắt các bạn. Ôi, đứng lên hàng rào, đứng lên thì bước ra ngoài luôn đi, lại còn đứng ở đấy. Rõ ràng là nó có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, thế mà nó không đi nữa đấy. Đúng rồi. Nhà phát hành game bảo là không được đi. Cấm đi, đó, cấm đi.
bắn cho phát. Con này kinh đấy các bạn ạ. Con này nó như của người khổng lồ ạ. Con này là tai thỏ. Hay là thỏ khổng lồ. Tay là tay người. Thỏ thì có tay. Chân người nha. Chân người nha. Con này mập quá. Nó đứng ở đấy bị lỗi luôn các bạn ạ. Thế bây giờ là mình ở trong này mình làm gì cũng được. Nó lỗi cái gì? Không anh phải, phải gạt thế này đã, nó lại quay lại đấy. Anh tin không? Nào, nào, nào. Con này đâu có nhìn đâu, nó nghe bằng âm thanh à. Anh chui vào lòng nếu nó làm gì được. Tao trong ôi lòng. Ôi trời ơi. Nó vẫn bắt được các bạn. Nó bé này đến đập. Anh chui trong lòng của nó vẫn bắt được ảo rồi đấy. Thôi kệ nó đi. Okay. Nó đang tự kỷ đấy các bạn ạ. Khu nào nhỉ? Thân ghê. Đây, trong máy vòm, trong máy vòm có gì nhỉ? Máy vòm có những cái parkour. Trong máy vòm này chả nhốt con gì các bạn ạ, cay thật đấy. Đoạn này bọn mình chơi cũng khá là mất thời gian đấy các bạn. Nhưng mà này, trong này không có gì các bạn, không có gì bắt mình luôn ấy. Trong rừng có con đấy kìa. Con ấy là con gì? À con tay dài đấy, con người cao đúng không? Đây đây đây. Con này là người đi canh rừng, mình chưa. Con này cao như cái cây luôn các bạn. Ê, nó đi đấy, trông kinh rồi. Con này như quỷ đầu loa nhỉ? Trông kinh thật. Nó là gấu đấy. Gấu hả? Gấu. Nhìn mặt đó là gấu mà, nhìn nó cũng teddy mà. Ui ui trông nó đi trong rừng trông kinh, đúng là kinh luôn các bạn ạ. Đấy, lên le lỏi sau những hàng cây. Trông kinh quá, rồi kệ nó đi các bạn. Đây là cái mê cung, đây là con voi. Voi ơi. Con voi này không có vòi. Đấy, giảm tốc độ tí các bạn. Đến bây giờ tao giải thoát cho mày nhé, mày đừng cắn tao là được. Đúng rồi. Đây, voi đây nha các bạn. Nếu bạn nào chưa biết voi thì đây là voi nhé. Voi ở bản đôn ý. Gì vậy? Biết thế không thả nó ra các bạn ạ, à, nó cắn mình luôn. Ui. Voi gì mà đi nhanh đấy. Ui. Đi nhảy ra đi. Nhảy ra đi. Nhảy ra đi cay nhỉ. Cái con này nó kiểu được cay đặc để nó không quanh chuồng của nó thôi. Ấy dạ, ghê đấy. Ấy dạ. Voi các bạn đang xem chương trình siếc nha. Siếc. Voi đi thăng bằng ở trên lan can. Siếc chỉ có cây bên Quy Thành thôi. Ok. Các bạn đừng quên ủng hộ dạp siếc bên Quy Thành bằng cách bấm like video, bấm đăng ký kênh nhá. Đúng rồi. Đấy. Sau đây là tiết mục voi đi ngược lại đấy. Voi đi trên brow. Voi khổng lồ đi trên brow, mặc dù brow bé tí nhưng không bị sập. Đây là tiết mục voi ăn thịt. Ok. Ai. Đừng có cắn tao. Rồi ok. Ok, chúng ta sẽ đi đến chỗ hồ cá đi. Ok, hồ cá đúng không? Đằng kia đúng mình không? Rất là tò mò cái hình dáng của con cá đấy. Bởi vì các bạn biết là cái hồ đấy mặt nước rất là phẳng lặng, nhưng mà một khi chúng ta rơi xuống là thôi cuộc đời chúng ta chấm hết. Ồ, trong rừng này không phải có một con mà mấy con này cơ các bạn ạ. Nó ăn ở theo bầy à? Theo bầy theo đàn, trong này còn con này. Nhìn kỹ. Đó, thấy không? Thấy rồi. Có là nhiều con nhá, không phải một con nha các bạn. Đấy, đi lùm cây. Đấy, lúc đầu mình cứ tưởng có một con các bạn, không phải đây này. Lần trước mình ít gặp con này quá. Nó chỉ có lúc mình đi vào rừng thì mình có lần mình đi vào rừng mình gặp nó nhưng mà nó lại không bắt mình. Gặp nó là gặp gì? Nói nhá. Ok các bạn ơi, đây là thủy cung này, chỗ là thủy cung. Thế còn cái chỗ hồ bơi đâu? Hồ bơi đấy, thủy cung đấy. Hồ bơi khác, thủy cung khác mà. Anh đặt kính dây bơi nhanh đấy nhở? Đây. Nhìn kìa, có cả những con cá. Cá gì cơ, đong đong. Đong đong, tép riu. Đúng rồi, tép riu, có tép riu. Đây, cá bé tí này các bạn này. Cá nhiễm phóng xạ mắt đen xì. Còn đây chính là cái con cá mà lần trước nó thịt mình. Ôi dồi. Con này giống như con cá ở trong game cá lớn nuốt cá bé. Ủa nó kinh thật sự các bạn ạ. Một cái bể này cực kỳ to luôn đấy. Ghê nhở. Đây bình thường mình nhìn ở ngoài trông nó như thế này. Hôm nay bên Quy Thành chui hẳn vào đây cho các bạn nhìn thấy đó, gọi là khuôn mặt thật và cái độ đáng sợ của cái con cá này luôn nha các bạn. Đấy chưa. Đây đấy chưa? Các bạn sẽ chui vào mồm nó. Ui trong bụng nó này các bạn này. Đen xì. Rỗng luôn các bạn. Ui cái này nó phải ăn bao nhiêu người nó mới no được cái bụng này. Đấy, trong mồm con cá nhá. Cực kinh. Rồi. Con cá này mà bắt về nấu thì chắc cả huyện ăn không hết. Kinh quá thật các bạn ơi, anh không thích con cá này đâu. Đúng từ từ, từ để anh xóa cái nước để xem nó có ra. Nó bơi thế nào được ra? Đấy, thế đi đâu nó bơi ra ngoài. Anh phải xóa bể kính ấy. Thả cá thêm cá bơi ra đất liền như nào. Nó không bơi rồi các bạn ơi. Thử xóa hết nước à? Không, nước không xóa được đâu. Đấy, các bạn chỉ xóa những cái vật chất cứng thôi. Rắn này. Đây, hết nước rồi. Ông để ý em anh xóa mất nước đi rồi. Nhưng mà nó vẫn bơi các bạn ạ. Thế nó bơi cái trong không khí à? Cá này bơi trong không khí. Đây thấy không, còn nước đâu. Hết rồi.
cá bơi không cần nước các bạn ạ. À. Cá bơi ảo thật đấy. Cái nước của nhà đây này, lúc em vừa xóa mặt nước các bạn thấy rõ mà. Ừ. Thấy không? Thế bây giờ mình thử đứng xuống đây nhá, xong rồi mình nhảy vào trong bể xem chuyện gì xảy ra. Nó chỉ bơi ở trong khu vực của nó thôi, chắc nó được cài đặt như thế. Ừ. Đây, từ từ. Giống như mấy con thú kia thôi mà. Đây bây giờ anh nhảy vào bể được đây này các bạn này. Từ từ, không nhảy được không nhỉ? Không nhảy được, anh xóa này đi để nhảy. Ô. Oh. Bên Quý Thành đang đi bộ dưới lòng biển. À, dưới lòng bể. Ôi, ôi. Đây, xóa cả bản đồ đi rồi mà nó còn chả ấy. Đây nhỉ, hết đấy nha, đây. Ừ, hết rồi. Đây, dựng xuống này. Đấy. Cả mấy con đong đong kia nó vẫn bơi mà. Đây này, anh đang ở ngoài cái ống kính này này, đang ở trong bể cá này này. Đây, đấy. Có bị sao đâu, cá có ăn thịt đâu. Ây, sợ. Để thử. Oh. Từ thay bóng điện bắn nó phát này. Bơi đây. Bruh. Ui, không có tác dụng. Không xi nhê con này luôn. Cá bơi trong không khí là biết rồi. Ờ, cá này là bất tử hộ thân rồi nha các bạn. Con này gọi là đèn không có tác dụng gì với nó luôn. Để xóa nó đi nào. Ồ, không xóa được nó thật các bạn ạ. Trời ơi, nó bất tử ấy. Con này gọi là chùm cuối luôn đấy các bạn. Đi đến chỗ hồ câu đi. Hồ câu à? Ờ, hồ câu nhỉ. Hồ câu bên. Đúng không? Con kia nó cứ nhìn mình cảnh. Đây một bầy nó kìa mấy con. Kệ nó đi. Hồ câu à? Từ thăm mấy con này đi. Con ếch này thì có cái gì? Các bạn này bảo, hiền lắm. Các bạn bảo là mấy con này đáng yêu quá anh ơi. Đáng yêu bắn được phát. Đây này, các bạn bảo à, mấy bạn ếch thì đáng yêu quá. Đây, thấy không? Đáng yêu bắn luôn. Đấy. Bắn luôn. Bụp cái gì em đúng dã man con ngà. Mấy bạn đáng yêu này còn gì đấy. Mấy bạn này mà ăn lẩu ếch thì ngon phải biết. Các bạn bảo là cho em con này về nuôi. Ăn lẩu ếch ngon đấy các bạn ạ, lẩu ếch măng cay ấy. Nhưng mà con này lẩu ếch không ngon, anh thấy nó ăn vào nó cứ kinh. Lẩu ếch chỗ gần trường đại học của mình học ngày xưa là ngon đấy các bạn ạ. Này bây giờ anh sẽ tạo một cái thử sang hồ trước đi các bạn này. Đúng rồi. Đây là hồ nha các bạn, bây giờ mình sẽ chui xuống thì đáy hồ. Chui xuống đáy hồ xem gặp đứa rồ gì. Sao cái hồ này không có gì vậy? Mình nhớ là phải có thử thách ở trên mà. Phải có cái này là hồ đề co thôi. Không phải hồ này. Bây giờ anh thử nhảy xuống xem có bị làm sao nhá. Chết đuối chứ còn sao. Thử xem biết đâu lại có cá bị cán thịt thì sao. Có nha, có sinh vật kỳ lạ nha. Ủa nhưng mà tại sao thế ta? Hello anh bạn. Đâu thì cái hồ bên dưới đúng không? Con này ăn làm sao được tao. Đây về chui lại kiểm tra xem rốt cuộc là con gì nó đây. Nó ở đâu? Hồi rất ảo, không thấy con gì mà rơi xuống vẫn bị con gì ăn. Nó sao? Hay là nó ở trong bóng tối nè. Thử xem nè. Đây, chui cả xuống dưới đáy map luôn rồi, không thấy cái gì các bạn. Lạ thật. Lạ ta. Quá lạ luôn. Không có con gì nhưng mà rơi xuống là bị con gì ăn. Bây giờ anh thử xóa nước thôi, anh nhảy xuống nhìn nào nhé. Ok. Úi dồi ôi. Hồ sạch nha, không có nước nha các bạn. Hồ không có gì nha. Hồ trống nha. Rồi, bây giờ giả vờ rơi đi. Giả vờ rơi đi. Không, bây giờ đi xuống hồ nè. Không có nước là không có cá. Hợp lý rồi. Đúng, không như lúc nãy. Không như lúc nãy. Rồi đây, ok các bạn ơi. Đi bộ qua hồ nha các bạn ơi, đi ra thử thách tiếp theo. Hồ bên Quý Thành bây giờ cho cạn nước luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ gọi là có uy tín luôn đấy, không có cá đấy nha. Không, trời rồi. Không có gì ăn được mình ở dưới đây nữa nha. Có một cái hồ. Mời các bạn uống nước nha. Có một cái hồ có thử thách. Đây, bây giờ anh bảo anh thả con này ra nhé. Đấy. Làm gì? Ok, em đã đi được chưa? Bây giờ anh trốn ở trong cái lồng xem nó ăn không. Mất được cả cái lồng rồi. Mất hết rồi. Mất tất. Nó là một cái cỗ máy mà, nên là anh đã xóa tất thì anh đã xóa hết. Đây, thử đứng vào đây hả? Con kia nó có đuổi đâu. Thế nữa, nhảy xuống mà cũng không nhảy không đúng nữa. Đồ ngu. Quá mệt mỏi. Đây, các bạn này, cái trò chơi này ức chế ở lúc là nếu mà đang bị đuổi ấy, chúng ta mà spawn lại đây phát là các bạn nhìn nhau. Nó dí, thế này chạy kiểu dí. Nhưng mà không sao, mình có trình độ cao đấy, dí đi. Ta bay đi chỗ khác luôn đấy, chứ dí làm sao được đúng không? Còn khu nào mình chưa đi ha? Khu nào nhỉ, còn khu nào nữa? Còn những con gì nữa nhỉ? Để nhiều lắm. Bên này mình, con gì kìa? Con khỉ mình đi rồi. Đây là khu biển hiệu lúc mới vào của cái sở thú này. Thử vào mấy cái cửa hàng ban đầu xem. Nhỉ, chui vào đây xem nào. Đây là cánh cổng rồi. Ừ. Cánh cổng có con mèo đó các bạn. Cửa hàng này. Ở đây nó ghi là gì đây? Let me construct my sanctuary. Là gì? Mình sẽ dịch cái này vì mình không biết từ
Vary các bạn ạ. Thậm chí Google nó còn chưa loát ra cái từ này. Từ này ít gặp ha. Thánh địa. Thế là gì? Hãy để tôi xây dựng thánh... À đâu, hãy để ta xây dựng thánh địa của ta. Ai à, thánh địa gì đây? Ai già ghê nhỉ? Thánh địa chính là cái nơi phóng xạ đây, những phóng xạ. Những đứa trẻ sống ở đây. Đúng rồi. Gì nữa đây? Stay away, tránh xa ra. Tránh xa thì tôi lại gần luôn. Đúng rồi, dạ. Rồi. Tránh xa, xâm nhập vào luôn. Tránh xa... Mở cửa ra xem trong này có cái gì? Gì hay là ngày xưa bán hàng đây? Leave us alone, hãy để chúng tôi ở một mình. Nói chung là viết... Vào đi. Chui vào trong nhá. Chui vào làm gì? Xóa cửa đi vào. Chui vào trong. À, một kho các bạn. Kho rộng tích các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ ở bên ngoài, mình khóa cửa vào. Mở được mà. Ủa thế à? Hôm trước mình chả khám phá chứ. Game thì mở được. Bên kia mở được không? Cứ tưởng là không mở được, mình khám phá cho các bạn xem bên trong có thùng rỗng tuếch không có gì. Đúng rồi, phòng rỗng tuếch không có gì hết. Bên này là cái biển Zumani. Trong này có gì không nhỉ? Gì vậy? Anh nhặt bóng đèn. Bóng đèn các bạn. Giờ này vẫn còn nhặt bóng đèn. Đấy, soi cho sáng. À, phòng này trống rỗng tuếch không có gì nha các bạn. Ừ. Mấy cái này chắc cũng rỗng tuếch. Không rồi. Có gì hết. Người ta bày đây làm cảnh thôi. Gì vậy? Sao có một phòng ở đây? Ừ. Nó kỳ lạ này. Ủa, không có gì luôn các bạn ạ. Phòng rỗng. Tất cả phòng đây đều rỗng hết nha, không có gì đâu. Ừ, có cái nịt thôi. Chữ thì rơi loằng ngoằng ở đây. Thế đó, còn chỗ nào nữa nhỉ? Còn chỗ nào mà ông muốn khám phá nữa không ông? Anh nhớ là... Suy nghĩ đã, suy nghĩ. À, còn con gì mình chưa xem, còn một cái con như kiểu hươu cao cổ á. À. Đây là bọn, gọi là bọn thằn lằn. Thằn lằn. Thằn lằn mặt người luôn. Thằn lằn này nó... rất là hiền các bạn ạ, mỗi tội nó hay đứng ở chỗ lối đi của mình, nó hơi chướng. Đấy. Hello anh bạn, hello. Còn đúng rồi, còn một cái con giống hươu cao cổ nhưng mà... cái gì vậy? Con khỉ nó cay mình lắm hay sao các bạn? Cay... tôi nhờ cải thiện cái con mèo nó cũng dí nhưng mà nó cũng dí vào con khỉ đâu. Con khỉ nó dí cực ác luôn, nó còn leo trèo được cơ các bạn ạ. Nên là cái chân nó có chậm. Mau cho các bạn xem xiếc khỉ. Xiếc khỉ à? Xiếc khỉ kiểu gì? Khỉ là bây giờ làm sao cho nó nhảy lên lan can như vừa nãy. Bây giờ... Ê bây giờ nhảy cho bây giờ nhá, em bảo bây giờ anh hãy xóa cái lan can của cái chuồng ếch đi, sau đấy mình leo lên này, mình sẽ làm cho nó xem nó có leo lên cùng mình được không. Đâu leo chỗ nào? Leo lên những cái chỗ bắc cua kìa. Ồ, nó leo, nó chỉ leo được cái chỗ nào mà nó leo thôi. Thế à, không phải leo lên mãi mãi à hả? Không. Ở trước cái hồ mà mình vừa làm cạn, nó có một cái khu này để mình vào xem kiểm tra có gì không? Rộng nó tên. Như là shop, mấy cái shop mở bán nước các thứ á. Nhưng mà không còn ai sống ở đây được các bạn ạ. Vắng hoe à. Ừ. Đây là chỗ khu con cá. Đây, con này cũng hấp dẫn này các bạn này. Con này hấp dẫn này. Đố con gì đây? Ủa? Đây. Con Mickey, chú Mickey đúng không? Con này ghê, con này dí ba. Con này là Fast and Furious à? Ừ, con này giống như kiểu con heo á, anh thấy nó giống con heo á. Thế á? Ờ, đây bây giờ bé anh đứng ở đây để heo cho. Heo gì mà mặt chuột ấy kìa. Ờ, giống giống heo thật, mũi heo rõ ràng. Mũi heo mà. Đấy, heo này nhé. Heo, miệng heo luôn. Nhưng mà mắt thì lại là mắt chuột. Mắt chuột hả? Ừ, mắt chuẩn Mickey. Con heo cực kinh luôn các bạn ạ. Ghê đấy. Rồi xong, còn thiếu con thú gì mà các bạn chưa xem nữa nhỉ? Đây, người bạn tiếp theo. Từ, hiêu cao cổ mặt ngu. Nhưng mà con này chẳng có thấy ngẩng cổ lên. Thế con cổ thường là nó dựng lên cổ này các bạn, nhưng con này trông mặt kỳ ghê ha. Hello. Thôi, các anh em xin lỗi mà được chưa? Con này nó hiền các bạn, nó không tấn công mình mà cái chuồng nhốt nó đơn giản lắm. Chả có gì, đây chắc là cái thùng để cho nó ăn không? Sao nhiều bóng đèn này? Thế mà mình không biết. Mình không biết luôn các bạn ạ, sao lại để bóng đèn, con này ăn bóng đèn à? Ui dồi. Đấy các bạn ạ, cực buồn cười luôn con chứ. Con khỉ nó có chấp niệm với Baby Thành đấy. Hai con kia đều có chấp niệm, mặt con này này. Đấy. Trông như kiểu mặt con rùa ấy nhỉ. Đúng rồi. Con này cũng đi ra rồi. Đây bây giờ là... đấy gần như chắc là hết những con thú ở đây rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Bây giờ mình thử đây. Đứng ở đây. Mình tạo ra một cái chìa khóa thì mình có nhặt được không nhá. Rồi các bạn ơi, đây là những khối chìa khóa mà mình tạo ra. Bây giờ mình thử nhặt xem nó có tăng số lượng chìa khóa không. Hiện tại là có 20 cái.
21 này. 21/20 nha các bạn. Đây, tạo thêm 1-2 cái nữa này. Ồ, nó biến mất luôn hả ông? Nó biến mất luôn nha các bạn. Nó không còn tồn tại được nữa. Quá tải rồi. Người ta chỉ cho 20 thôi. 20 mà mình nhặt đến được 21 là nó thôi, nó mình nhặt được 21 cái rồi các bạn ạ. Rất ảo luôn. Tạo được các con quái vật ở đây luôn. Anh có thể tạo ra tất cả mọi thứ ở đây không ạ? Ừ. Teacher friend này là không tạo được đâu. Quế. Con này là con. Con gì? Đố biết con gì? Con cá. Kì đấy, ốc đoán được là con cá. Ôi giời. Thôi. Tạo ra nó ăn mình ạ. Đây này, đây chính con cá. Cá bây giờ đấy. Ở trên đây luôn các bạn ạ. Game ảo thật. Không phải game ảo mà anh Bưu Thành cực ảo luôn. Đấy. Các bạn được ngắm cá, gọi là cá đi trên mặt đất. Để chui mồm với thằng nhé. Vậy rất là. Ồ, chỉ cần khi mình chui vào mồm nó mới ăn mình thôi. Còn không thì nó sẽ không ăn mình. Đấy. Vì trên cạn nó đâu bơi được. Nó đúng chỉ rồi. Quẫy ở đấy thôi. Nó chỉ nằm yên ở đấy thôi các bạn ạ. Đây, xem là cái này là cái gì. Anh vừa tạo ra thêm một con cá. Đúng không? Con cá siêu to. À, thế con cá kia là con cá trong hồ. Còn con cá. Con cá này là cá trong bể, bể thủy cung. Con cá bên dưới kia là cá bé các bạn ạ. Đúng rồi. Đó, có hai con, một con to, một con bé. Rồi ok. Mình cứ tưởng là đều là một con ăn mình, không phải nha các bạn. Rồi các bạn ơi, nói chung là trong video ngày hôm nay mình đã dẫn các bạn đi gọi là khám phá tất cả những khu bí ẩn ở đây. Yes. Đấy. Và các bạn thật còn ra cũng không nhiều bí ẩn lắm. Đúng rồi, mình sẽ xem rõ ràng những cái con quái vật mà chúng ta đã từng đối đầu và khám phá xem trong bể cá con cá trông như thế nào, dưới đấy bể như nào. Và đấy là tất cả những gì mà cái game này gọi là bình thường mình chơi mình sẽ không để ý và không nhìn thấy. Và các bạn có tò mò và muốn biết thêm những điều gì nữa thì các bạn bình luận ở dưới nhá. Hay là biết thêm điều gì cốt truyện của tựa game này các bạn bình luận ở dưới luôn. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.